Bệnh tay chân miệng đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận và cứu sống 4 trường hợp bệnh nhi mắc tay chân miệng với triệu chứng nặng. Cụ thể, một bé 8 tháng tuổi, nam, quê ở Vĩnh Long, một bé 24 tháng tuổi, nam, quê Trà Vinh. Hai bé này đều được ghi nhận bị bệnh 3 ngày. Trong 2 ngày đầu, bệnh nhi có những triệu chứng như sốt, nổi hồng ban mụn nước ở lòng bàn tay chân. Ngày thứ 3, trẻ sốt, giật mình, chới với và nhập viện. Trường hợp thứ 3 tuổi, nam, quê An Giang, và trường hợp thứ 4 là bé 6 tuổi, nữ, quê Bà Rịa Vũng Tàu, đều có bệnh sử 4 ngày với các triệu chứng đặc trưng của bệnh tay chân miệng. Cả 4 trẻ đều có xét nghiệm PCR, phết họng trực tràng, đều cho kết quả nhiễm EV71. Các bệnh nhi được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 3 hoặc độ 4 với các triệu chứng điển hình như sốt cao, nhịp tim tăng cao, nôn. Có bé phải lọc máu liên, xử trí chống rung giật, chống phủ não. Sau 2 đến 4 ngày điều trị, các bệnh nhi hạ sốt, giảm nhịp tim, huyết động ổn định. Qua các trường hợp trên, bệnh viện Nhi đồng thành phố lưu ý, phụ huynh khi thấy con biểu hiện sốt, nổi hồng ban mụn nước ở tay chân, mông, gối, loét miệng, đồng thời xuất hiện một trong các triệu chứng giật mình chơi với, ói nhiều, sốt cao khó hạ, thở bất thường, run tay chân, ngồi không vững, nuốt khó, da nổi vân tim, co giật, cần đưa trẻ tới bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám, điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, phụ huynh hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh và cách ly trẻ bị bệnh trong 8 đến 10 ngày, tránh làm vỡ mụn nước gây lây lan bệnh.